Ẩn sâu bên trong những người phụ nữ Việt nhỏ bé, dịu dàng, tồn tại một sức mạnh to lớn phi thường. Họ đã, đang và sẽ góp phần tạo nên những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Khi nước Việt chịu sự cai trị tàn bạo của giặc Đông Hán, hình ảnh hai người phụ nữ đầy kiên cường và khí phách, đó chính là chị em Trưng Trắc, Trưng Nhì đã đứng lên khởi nghĩa dẹp tan quân thù, đã khiến bao thế hệ nức lòng. Khi đất nước tiếp tục trải qua thời kỳ chiến tranh khói lửa, hình bóng những người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ nhưng kiên cường và anh dũng cũng đã lần lượt hiện lên để minh chứng cho một sức mạnh diệu kỳ. Đó là hình ảnh những cô dân quân trẻ tuổi với vóc dáng thon gầy, đôi tay rắn rỏi ghi chặt thân súng ra chiến trường, vận chuyển đạn dược, cứu thương bộ đội. Đó là hình ảnh về những người phụ nữ anh dũng, dù bị giặc tra tấn dã man, nhưng lòng chưa bao giờ khuất phục, chân chưa bao giờ lùi bước. Điển hình người phụ nữ tên Nguyễn Thị Định, nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Chịu bao nhục hình của kẻ thù, nhưng chị vẫn một lòng sắt thép để tiếp tục chân lý cách mạng. Đó là những người phụ nữ Việt Nam đầy khéo léo, tài ba trên chiến trường quốc tế. Có thể kể đến Nguyễn Thị Minh Khai. Ở tuổi 24, chị đã làm cho bạn bè khắp năm châu phải suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc và bảo vệ hòa bình. Nguyễn Thị Bình, nữ chính trị gia nổi tiếng, là người đại diện cho chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cũng là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình cho dân tộc. Đó còn là hình ảnh những người mẹ, người vợ anh hùng đã hiến dâng cho tổ quốc những người chồng, người con ưu tú. Ở họ chịu bao mất mát, tổn thương nặng nề, nhưng họ chấp nhận và hy sinh đầy cao cả. Cho đến ngày nay, sự tuyệt vời trong mỗi người phụ nữ Việt Nam vẫn trường tồn. Ở gia đình, họ luôn là một bệ đỡ tinh thần vững chắc cho chồng, cho con. Ngoài xã hội, họ không ngừng theo đuổi ước mơ, gặt hái thêm nhiều thành tựu để cống hiến cho cộng đồng và vinh danh đất nước. Có thể nhắc tới bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, một anh hùng lao động, một thầy thuốc nhân dân với biết bao đóng góp tích cực trong lĩnh vực phụ sản. Hay là giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Ngô Kiều Nhi, dành cả cuộc đời cống hiến hết mình cho sự phát triển khoa học và giáo dục của đất nước. Đó còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thành công của biết bao nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường. Là sự quyết tâm, nỗ lực trên khắp các đấu trường quốc tế mang vinh quang về cho đất nước. Điển hình như Nguyễn Thị Ánh Viên phá 8 kỷ lục tại SEA Games 2015. Là tinh thần vượt khó, là tình yêu vô tận với đam mê giúp gặt hái những tấm huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Và còn biết bao hình ảnh những người phụ nữ tuyệt vời ta gặp mỗi ngày. Những người phụ nữ ấy là đại diện cho cả một thế hệ phụ nữ Việt Nam dũng cảm, tài năng, kiên cường và mang trong mình một trái tim hồn hậu, một tấm lòng đầy dịu dàng, yêu thương. Hãy cùng Cô Úc Mát dành trọn yêu thương và trân trọng đến những người phụ nữ Việt, tình yêu và niềm tự hào của chúng ta.